sao? Hả? Thì cắt đó, ghi nó ghi nó ghi nó ghi nó ghi nó ghi bỏ rồi. Cái này đóng ở đây. Nè, nghe cái miệng của chú nữa chứ. Bông này là tính 14. Cắt ở đây bán ở đây. Không. Cắt ở đây bán ở đây. Nói tiên là... rồi. Tao đâu rồi tao khoảng đó luôn. À, mà cắt ở cái khúc này nó đẹp. Ừ. Cái khúc đó nó đều cây nó đẹp. Rồi, to một cắt. Gọn được chưa? Rồi trong được không? Đó, rồi chú bán giá cho nó. Mấy chú bán giá ổn không? Được. Ổn luôn đấy hả? Ổn chứ, có giá cho làng thôi, có giá làng thôi. Nói chung băng đẹp thì giá khác, còn băng này thì nó không đẹp chứ, có cái cục kỹ. Hả? Đúng mày. 150. Thùng 150 bác.